và trưởng ban điều hành của một tổ chức phi chính phủ là CLB Ươm mầm tương lai. Hiện nay được làm một trung tâm cho là nhiều dự án về sức khỏe cho Việt Nam và Việt Nam, thì thấy dự án của bên con rất là hay. Về nó hoạt động thì không chỉ cho trẻ em mà nó còn cho mọi đối tượng. Hoạt động này nó rất là ý nghĩa. Ý nghĩa nó có thể giúp mọi người thay đổi về cái cách suy nghĩ về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe hay là tiến bộ hơn trong cái việc y học của Việt Nam. Mình hy vọng sẽ được hợp tác chung với cô Trâm và mọi người ủng hộ.